Phải nói lại là từ lâu thói quen đi lễ hội, lễ chùa trong những ngày đầu năm đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam ta. Đi lễ là để cầu tài, cầu lộc, cầu cho một năm an khang thịnh vượng, mùa màng bội thu. Đi lễ với tâm thế tươi vui phấn khởi để đón chào một năm mới với nhiều thành công. Thế nhưng đâu đó trong hàng trăm lễ hội đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước ta vẫn còn có những hạt sạn khiến cho chúng ta buộc phải suy ngẫm. Và chúng tôi xin được bắt đầu tiêu điểm ngày hôm nay với những chiêu trò tinh vi của các gian thương tại lễ hội chùa Hương vừa diễn ra vào ngày mùng 6 Tết vừa rồi. Đây là những hình ảnh ghi lại tại khu vực bến trò trong lễ hội chùa Hương năm 2018. Những con vật được chủ hàng quảng cáo là thịt thú rừng xịn được bày bán khắp nơi ngay tại cổng chùa. Còn đây là những hình ảnh tại lễ hội chùa Hương năm nay. Vẫn là những con vật ấy nhưng không phô trương như trước mà xếp đặt ngay ngắn trong tủ kính. Tuy nhiên món thịt mèo, gọt mõm cắt tai, thui vàng, đội lốt thành cây hương thì vẫn được trưng ra ngay sát đường đi. Chiêu trò này dù đã bị Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội lật tẩy trong đợt kiểm tra đột xuất năm 2018, thế nhưng năm nay lại tiếp tục tái diễn. Con này cũng cây hương à? Trôn hương à? Trôn trôn. Sáng sớm mai giờ một hai lời đi để cho bán cho thì cháu hơn trăm. Trôn này trôn đúng chị? Đúng rồi đây ạ, trôn hương này ạ. Trông 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 như con mèo vậy. Anh ăn bao giờ không? Anh kia là con mèo. Cho rằng chẳng có mấy người được ăn thịt rừng, dưới ống kính máy quay giấu kín, chủ hàng tự tin khẳng định đây là chồn rừng chuẩn. Thế nhưng vẫn những con vật ấy, khi được phỏng vấn công khai, người phụ nữ này đành miễn cưỡng tiết lộ chiêu trò gian dối. Con đấy là con chồn. Chồn đấy? Con chồn, con mèo là con chồn. Mèo à? Cháu hỏi đi, mèo hay chồn? Mèo à? Không chỉ mèo bị phù phép thành chồn rừng, cây hương, mà cả thỏ nuôi cũng bị các gian thương biến hóa thành động vật hoang dã. Con này là con thỏ ạ? Con thỏ à? Vâng. Sao hôm nay hỏi bảo con chồn con cây đi? Hỏi ai ạ? Hỏi người đây này. Không phải đâu ạ, em bán thỏ mà. Với hàng chục nghìn lượt du khách đến chùa Hương mỗi ngày, nhu cầu ăn uống là tất yếu. Thế nên hầu hết mọi người đều vui vẻ với món thịt mèo, thịt chó hay thịt thỏ được chủ quán quảng cáo là thịt rừng với cái giá cắt cổ. Tuy nhiên thứ thịt rừng bán tràn lan, ngày nào cũng có, khiến cho một số người cảnh giác. Đề nghị là nếu như có tình trạng này thì cũng phải khuyến cáo là cũng để cho khách hành hương là cũng không bị mua nhầm hoặc là những cái sản phẩm mà kém chất lượng. Dù tình trạng treo thịt rừng, bán thịt mèo năm nào cũng diễn ra, thế nhưng ban quản lý khu di tích chùa Hương cũng chưa có biện pháp nào ngăn chặn triệt để, khiến cho nhiều du khách vẫn mất tiền oan trước các mánh lới của gian thương. Thực tế mà nói thì là đây đều là thịt nuôi, không có thịt thú rừng. Đấy, nhưng mà họ vẫn cứ đưa cái thông tin đấy để nhất là để du khách là sao có cái hưng phấn. Còn cái việc lúc khi anh em không ở đấy thì có thể họ tuyên truyền như vậy. Nhưng còn các cái biển mà ghi là thú rừng hoặc là cầy là anh em tôi đi gặp cũng thu hết. Với 50.000 lượt du khách đến chùa Hương trong ngày khai hội và dự kiến khoảng hơn 1,5 triệu lượt khách trong cả mùa lễ hội, có bao nhiêu du khách sẽ ăn phải thứ thịt mèo phù phép này? Có lẽ chẳng đơn vị nào thống kê được. Cũng tại khu di tích chùa Hương vào năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã phát hiện tại các gian hàng đồ chơi có bán nhiều loại súng thuộc danh mục đồ chơi bạo lực bị cấm. Nếu như năm ngoái, người bán còn lén lút giấu kín các loại súng bắn đạn nhựa vào trong túi ni lông màu đen trước khi giao cho khách, thì năm nay tại lễ hội chùa Hương có thể dễ dàng quan sát thấy nhiều thanh thiếu niên đi lại nghênh ngang với những khẩu súng bắn đạn nhựa trên tay. Thậm chí là vô tư mang súng đi ngang qua trước mặt những thành viên của ban tổ chức lễ hội chùa Hương. Với hình dáng kích thước giống y như thật, những khẩu súng bắn đạn nhựa này có khả năng gây nguy hiểm nếu như không may bị bắn vào mắt. Dù bị cấm nhập khẩu, sản xuất buôn bán từ lâu, thế nhưng không hiểu vì lý do gì vì sao mà những cái mặt hàng như thế này xuất hiện tại lễ hội chùa Hương. Nếu như năm ngoái, người bán còn lén lút giấu kín các loại súng bắn đạn nhựa vào túi ni lông màu đen trước khi giao cho khách, thì năm nay, lễ hội chùa Hương có thể dễ dàng quan sát thấy là nhiều thanh thiếu niên đã đi lại nghênh ngang và mang theo những cái khẩu súng như thế này.
Vâng, thưa quý vị, dù bị cấm nhập khẩu sản xuất buôn bán từ lâu, thế nhưng không hiểu lý do vì sao mà những mặt hàng này vẫn cứ xuất hiện. Không chỉ tại miền Bắc đâu mà tại các chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này luôn có hàng ngàn lượt người đến để cúng bái, nhưng kèm theo đó là những hình ảnh phản cảm của hàng rong, đặc biệt là hàng loạt người ăn xin xuất hiện tại các địa điểm đông người. Tại các chùa lớn của thành phố Hồ Chí Minh, ngày nào cũng có hàng dài người xếp hàng vào cúng sao, thế nhưng tại hầu hết các chùa này lúc nào cũng có một lực lượng đông đảo người ăn xin hoặc là ăn xin kết hợp với bán hàng rong túc trực. Trong số này, theo phản ánh của các chùa và xử lý của cơ quan chức năng các năm trước, luôn có một số đối tượng giả là người tàn tật, lợi dụng lòng thương người để trục lợi. Hơn một năm trước, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu gom quản lý người ăn xin trên địa bàn. Tuy nhiên, vào các dịp cao điểm lễ Tết, tình trạng người ăn xin tràn lan, bổ vây các tụ điểm đông người như thế này vẫn liên tục tái diễn. Những hình ảnh không đẹp cũng đã xuất hiện tại chợ Viềng Nam Định. Theo quan niệm của người xưa, đi chợ Viềng là để mua may bán rủi, làm ăn phát đạt. Thế nhưng bên cạnh những nét văn hóa thì từ nhiều năm nay, khách hành hương không khỏi phiền lòng trước nạn ăn xin ở khắp các ngả đường trong quần thể di tích này. Mỗi năm diễn ra duy nhất một lần vào đêm ngày 7 cho đến sáng ngày 8. Phiên chợ Viềng không chỉ thu hút hàng chục nghìn người dân từ khắp nơi, mà còn là điểm kiếm tiền hấp dẫn của rất nhiều người ăn xin, ăn mày. Lê lết trên đường, len lỏi giữa dòng người đông đúc, những người ăn xin cụt chân cụt tay, nằm ngồi la liệt trước cổng chùa, không chỉ tạo nên hình ảnh phản cảm giữa ngày hội xuân, mà còn đem đến sự phiền lòng cho du khách khi liên tục bị chặn lại xin tiền. Là họ ấy cởi luôn cả cái phần người ta bị thương ấy, người ta đi lễ này cứ phải vấp vào đấy. Trong đội quân ăn xin có không ít những cô gái trẻ, những thanh niên khỏe mạnh vẫn còn sức lao động. Bồng bế trẻ nhỏ trên tay hay ngồi vạ vật giữa đường như thế này là cách để tạo ra sự thương cảm của du khách. Người ta cho con nhỏ ra để người ta lợi dụng. Tất nhiên là cũng tội cho các cháu bởi vì mình cũng có con mà. Dù luôn thể hiện sự khổ sở trước mặt du khách, thế nhưng ngay khi phát hiện có ống kính máy quay, những người ăn mày tàn tật nhanh chóng thu gom tiền, di chuyển rất nhanh ra vị trí khác. Làm nghề xe ôm nhiều năm tại chợ Viềng, theo anh Tuấn thì chỉ có rất ít người ăn mày ở khu chợ này là tàn tật, còn lại phần lớn được ngụy trang tinh vi để xin tiền du khách. Thực sự là mình cũng thấy cái hình ảnh ở đây nó hơi phản cảm. Về cơ bản là có những người ăn xin ấy, mình cũng ở đây rất là nhiều. Người ta không đau chân, không gãy tay hay không bị một cái gì cả, nhưng mà người ta mặc những cái áo để che những cái bộ phận mà nó không cần thiết đấy. Dù cử một lực lượng hùng hậu lên tới hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an cùng với các cơ quan chức năng của ba xã để ổn định trật tự trên địa bàn tổ chức lễ hội, thế nhưng cứ đuổi chỗ này thì những người ăn xin ăn mày lại chuyển ra vị trí khác. Với diện tích chợ Viềng trải dài trên 7 km thì đi bất cứ chỗ nào cũng gặp phải cảnh ngửa tay xin tiền. Đặc điểm của chợ Viềng Xuân là chỉ diễn ra là đêm 7 và ngày 8. Cho nên là với cái thời điểm này thì cũng nghĩa là trong cái lực lượng là đi, nhưng mà đi xong cái kiểu mà vừa ấy là thu gom hoặc là có những cái là chấn chỉnh xong thì đi khỏi một cái thì họ lại tràn ra, cho nên là nó chỉ diễn ra một cái thời gian ngắn thôi. Cho nên là có những cái là vẫn còn, các cái hiện tượng kiểu ăn mày ăn xin vẫn còn, nó cũng chưa được triệt để cụ thể. Để giải quyết triệt để tình trạng này, đảm bảo không tái diễn tình trạng ăn xin ăn mày tại lễ hội Phủ Dày và Đền Trần sắp diễn ra trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Vụ Bản đã cho phát loa thông báo, bất cứ trường hợp ăn xin người tàn tật nào xuất hiện tại lễ hội sẽ bị cắt giảm các chế độ chính sách của nhà nước hỗ trợ, đồng thời bị cưỡng chế đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Nam Định. Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều những khoảng trống trong công tác quản lý hoạt động của các lễ hội. Những biểu hiện vi phạm này thì vốn tồn tại từ rất là nhiều năm trước, và để xóa bỏ hoàn toàn thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như là ý thức của các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động lễ hội.